Mình gọi cái này cho các bạn nghe này. Nghe kỹ nhá. Can you blow my whistle, baby? Và hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là và hôm nay chúng ta sẽ có một cái tựa game khá là kỳ lạ ở đây. Tên game thì nó là thật ra thì mình vừa mới bịa ra cái tên đấy, chứ còn đúng của nó phải đọc là Phan Sư Cầu. Mình đọc theo Google dịch có một cái bối cảnh là ở trong hầm đi bộ à? Giống hầm đi bộ lắm các bạn ơi. Ở đấy có camera này. Hello. Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại vlog của mình. Hôm nay thì mình sẽ đi tham quan cái hành lang này đúng không nhỉ? Ở đây có cái biển cấm hút thuốc này. Ủa, thôi. Lại còn có cả luôn cái chạy chạy thế này, tí nữa chắc là nó sẽ đuổi mình lắm. Nó bảo mình là đi đường này đúng không? Nào đi, let's go. Ở đây nó có một vài cái địa điểm mà Mizuse Junior High School. Mình sẽ đi đường này. Đi thôi. Mình cảm thấy có một cái điều gì ấy khá là kỳ lạ nhá. Bởi vì là vừa nãy mình gặp cái ông này rồi cơ mà. Hello, có ai ở đây không? Có đi được không? Lần thứ ba rồi. Có vẻ như là không hợp lý rồi. Có cái điều gì đó là hơi hơi bất thường rồi. Thế thì lần thứ tư này mình đi nó có thay đổi gì khác không? À, nó có một cái thay đổi khác này. Nó có thêm cho mình một cái này hay sao ấy đúng không? Exit. Hình như là phải đi ra ngoài. Hi. Rồi nữa. Thế là sao đây? Là bây giờ muốn mình làm gì đây? Anh, chào anh. Anh đứng lại cho em hỏi cái. Anh ơi, em từ nãy đến giờ em hơi lạc đường. Anh có thể nào chỉ cho em cái đường ra được không chứ? Anh cứ đi thế này từ nãy đến giờ à? Anh này chảnh thế nhỉ? Tôi đã bỏ ra hơn 50.000 để mua cái game này. Và tôi chợt nhận ra là nếu bây giờ mà tôi để 50.000 đấy làm bát bún bò Huế hay là bát phở thì có khi nó còn ngon. Nhưng mà thế điếu là tôi lại mua cái game củ. Chúng mình sẽ đi tiếp xem là có gì nữa không. Cái lão gai, đi được không? À, mình phải nói là mình đi đến 5 lần rồi. Là thế nào nhỉ? Hay là bây giờ mình nghỉ. Bây giờ mình sẽ thử đi ngược lại xem sao. Đi ngược lại thì có vẻ như là nó sẽ cho mình một cái bối cảnh khác à? Đúng không ta? Hello. Thôi mình sẽ đi ngược lại tiếp đi. Lo quá đi ngược lại luôn. Sợ quá đi ngược lại ngay. Nào có gì không nào? À đây. Cái này nó lại về số 0 rồi. Vừa nãy cái số này nó hiện là 2 này. Mà bây giờ nó hiện là 0. Bây giờ mình phải làm thế nào để cho nó thành số 8 đúng không ta? Chào anh nhá. Anh này từ nãy đến giờ anh gặp mình chắc phải mấy lần rồi đây. Đấy, đã thành số 1 này các bạn thấy không? Tiếp tục, đi tiếp. Bây giờ đi qua cái này nữa thì nó sẽ thành số 2. Mình chắc chắn như vậy. Thế thật sự là mình cứ chạy bình bình thế này mãi à? Đi qua đây, anh này anh đi qua một lần rồi đây. Giờ mình đi tiếp này. Máy số 0 nữa thì thôi tao. Tao xóa game luôn. Đấy, các bạn thấy không? Nó thành số 2 ngay. Chúng mình sẽ đi tiếp. Mức này sẽ là số 3. Mình đoán là như vậy. Nào, số 3 đi. À, số 0 rồi à? Số 0 thì bây giờ mình sẽ phải đi ngược lại đường này. Đi ngược lại luôn, xem có gì xảy ra không. Thôi, lại số 0 rồi. Mình sẽ đi theo anh này xem sao. Anh ấy đi đâu nhỉ? Anh ơi, em hỏi anh nhá. Ngay từ nãy đến giờ anh đi đâu mà? Ô, anh xem điện thoại này các bạn ơi. Anh ngẫm nghĩ cái gì đây? Đi tiếp đi anh, cho em xem với được không? Ý, những cái thứ ở đây quá kỳ lạ. Hay có khi nào mình đã lạc trong the back room? Đúng là mình đã lạc trong the back room rồi. Lại gặp anh này nữa. Ôi thôi. Anh ơi, anh ơi cứu em với. Sao nhiên em lại thế này hả anh? Anh ơi bây giờ em cần làm gì đây? Mở điện lên nhá. Không được. Bây giờ phải mò trong bóng tối. Kinh quá cái game này. Spadagu. Là bây giờ mình cần làm gì? À đây, nó thành số 1 rồi. Cứ đi thôi, cứ đi thôi. Cứ đi thôi nhỉ. Ây, mà chị này có ý gì đây? Hello chị nhá. Em nói chung là một người đi qua đường. Chị có thể nào chỉ đường cho em không? Chứ chị cứ nhìn thế em kinh lắm, nhìn em khiếp lắm. Ý, thực sự là bây giờ mình còn đang ngồi ở nhà mình nữa các bạn ơi. Khiếp quá. Rồi, cánh cửa tiếp theo nó có cái gì khác lạ nữa không nhỉ?
Như thế thì có vẻ như là mỗi lần mình đi là nó sẽ cho mình một cái gọi là gì đó. Số 1 đây, qua một cánh cửa nữa này. Vì cái biển này nó vẫn không thay đổi gì cả. Anh này thì cũng chả thay đổi gì. Thế là mình nên làm gì bây giờ nhỉ? Đây là số 2. Ô! Cái gì đây? Sao nó lại chảy cái này xuống cái này? Tùm lum. Hoặc cũng có thể là do mình đang ngồi một mình, thế nên là mình sợ. Mình sợ ấy các bạn. Mình sợ quá. Và thế là mình đã quay lại game này sau mấy ngày mình không chơi. Let's go. Đến cái lần thứ hai này thì có vẻ như là cũng vẫn bình thường. Nó vẫn chưa có gì lắm các bạn ạ. Nó vẫn chưa có gì gọi là bất thường cả. Mà hình như là nó bất thường rồi. Và bây giờ nhiệm vụ của mình... Ủa ơi! Thôi. Lần này không những là bất thường và bất thường vãi lì. Nhưng mà thật sự là bây giờ mình không có hét được to. Mình cũng không nói được to nữa. Bởi vì hiện tại bây giờ đang là 4-5 giờ sáng thì phải. Mình mà hét to hay là nói to giờ này bố mẹ mình không vui lắm. Ở đây nó là số 0 rồi. Có gì đó không? Nó sẽ có một cái gì đó cho mình sợ đấy chứ nhỉ. Hello. Ôi. Lần này thì anh này anh ấy đi nhanh hơn à. Ây. 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 Ôi ôi. Lần này anh ấy tiến đến mặt mình. Thế là sao hả anh? Hay thực sự đấy mới chính là cái kết đúng. Hai người hạnh phúc với nhau. Được rồi, nếu như mà cảm thấy anh ấy tiến đến mình thì chắc là mình sẽ phải né đi đúng không? Rồi, anh ấy không tiến đến mình rồi. Anh ơi, đừng làm gì em nhé. Vẫn chưa có gì bất thường lắm. Có ai không? Có ai ở đây không? Bây giờ nó lại hiện thành số 0 rồi. Vừa ấy nó là số 1 đúng không ta? Ây! Ây! Rồi thế là sao nữa đây? Chào hai anh nhá. Hai anh muốn gì ở em ấy nhở? Hai anh có làm gì em... Ôi! Thôi, hai anh ấy lại còn nhìn mình nữa. Là thế nào bây giờ hả anh ơi? Trời ơi! No! 5 giờ sáng tôi chơi game kinh dị. Tí nữa bố mẹ tôi chắc cũng qua để hỏi thăm lắm. Cái game này càng ngày nó lại càng bất thường rồi. Mình gặp nhiều thứ quá. Từ cái lần chơi trước đến cái lần chơi này. Lần chơi này còn kinh hơn cái lần chơi trước. Ui mẹ. Cái gì đây? Mình lại gặp cái chị này rồi. Chị này có dọa mình như hai cái anh kia không nhỉ? Nhưng mà chị này nhìn tươi lắm, nhìn cười lắm. Chắc là chị không dọa mình đâu. Thôi bye bye chị nhá. Coi bên này thì sao? Lần này thì lại bình thường này. Ui còn mẹ. Đúng là chơi game kinh dị buổi đêm mới thấy nó kinh. Mình sợ quá. Ui, ui, mẹ. Hình như anh ấy đến. Ui, anh ấy hướng vào mình đúng không? Hay thực sự đây mới đúng là cái kết. Đây mới đúng là cái kết mà. Thôi anh ơi, chiếm lấy em đi.